Thưa quý vị, Huyện đoàn Côn Đảo vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư tỉnh đoàn. Theo đánh giá của đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Côn Đảo được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên tham gia thực hiện 177 công trình thanh niên, phần việc thanh niên với tổng trị giá 416 triệu đồng. Huyện đoàn Côn Đảo đã vận động các nguồn lực xã hội quyên góp ủng hộ thăm hỏi và tặng 445 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các cựu tù chính trị với số tiền 380 triệu đồng. Trao tặng 760 suất học bổng tiếp sức đến trường với tổng trị giá hơn 980 triệu đồng và 1.680 phần quà cho học sinh sinh viên trị giá gần 500 triệu đồng. Huyện đoàn đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 332 đoàn viên thanh niên, thành lập tổ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hỗ trợ cho 31 đoàn viên thanh niên vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Côn Đảo khóa 11 đã bầu Ban chấp hành huyện đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 người. Dịp này, tỉnh đoàn, Ủy ban dân huyện Côn Đảo đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.